Thảo luận về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hương cho hay, Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng với ông Nguyễn Thiện Nhân do ông Nhân vừa được cử làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Để chuẩn bị cho kỳ họp tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị các đại biểu Quốc hội không sắp xếp đi công tác nước ngoài trong thời gian kỳ họp thứ 6 diễn ra. Kỳ họp này khai mạc vào ngày 21 tháng 10 và kết thúc vào ngày 3 tháng 12, kéo dài 44 ngày, được cho là dài nhất của cả nhiệm kỳ. Đánh giá việc lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chỉ nên để hai mức tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho hay, qua tiếp xúc cử tri, đại đa số ý kiến cho rằng nếu để ba mức thì chỉ là cách dung hòa, không thực chất. Ngoài ra, trong phiên thảo luận hôm qua, nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quy định rõ hơn về vấn đề thu hồi đất, một vấn đề đang tồn tại nhiều bất cập và gây nên nhiều tranh chấp phức tạp trong thực tế hiện nay. Một số ý kiến cho rằng nên quy định hạn mức đất được phép thu hồi cho từng cấp để hạn chế việc thu hồi tràn lan. Ngoài ra, việc đền bù trên một loại đất trong một quy hoạch thì phải cùng một giá, còn mục đích làm gì thì tính sau. Bên cạnh đó, việc đền bù cũng cần tính đến diện tích đất ngoài định mức như diện tích đất người dân quay đê lấn biển, khai hoang trong thời gian dài, phải bỏ nhiều công sức.